là vui mừng hoan nghênh sự có mặt của các thầy cũng như là các anh chị các bạn. Chắc trong đây cũng có rất là nhiều các em ấy, đã đến với Bình Phước và đến tham quan ngôi nhà chung của doanh nghiệp Bình Phước. Cái này thì nó cũng là một cái dự định, một cái kế hoạch rất là lâu rồi nhưng mà mới được thực thành hiện thực từ tháng 8 năm 2017. Và Bình Phước thì chắc mọi người cũng sẽ đã biết rất là nhiều cái việc mà doanh nghiệp của Bình Phước thì cái sự năng động cũng như là đại loại như là người ta gọi là cái khí thế thì nó yếu, nó trầm hơn rất là nhiều so với Thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố khác. Tuy nhiên thì với mong muốn là tạo cái sân chơi cho doanh nghiệp thì đây là cái sân, đây là một cái sân mà nó từ đó nó sẽ ra rất là nhiều cái tuy nhiên thì doanh nghiệp thì trẻ Bình Phước có những cái phong trào cũng như là các hoạt động kết nối doanh nghiệp được nhiều hay không thì rất là hy vọng là sẽ phải từ thầy cũng như là từ các bạn. Và rất là hoan nghênh Bình Phước thì luôn luôn sẵn sàng đón tiếp mọi người và hy vọng rằng thì trong quá trình mà làm việc cũng như là kinh doanh các cái lĩnh vực riêng của mình thì sẽ có những cái gì đó nó kết nối. Thì cũng cảm ơn bạn Công đã kết nối, cũng may là nhờ có đám cưới Thảo và cũng nhờ có Công để mời mọi người về và xin một cái lời mời trân trọng luôn á, là chắc sang năm Bình Phước thì cũng đang mong muốn tạo một cái chương trình diễn đàn kết nối doanh nghiệp của tỉnh với lại các cái doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh bằng một cái hội chợ mini. Nó cũng không phải là hội chợ lớn đâu, tuy nhiên thì nó hội chợ mini là đúng chất là chỉ là doanh nghiệp với nhau và để mà kết nối các cái sản phẩm, các cái dịch vụ lại với nhau. Thì rất là mong là thầy sẽ hỗ trợ cho tụi em cùng với và hy vọng là trong số tất cả mọi người đây sẽ được gặp lại một lần ở Bình Phước và không phải là đi đám cưới mà bằng một cái chương trình là đúng nghĩa anh em chơi với nhau. Chắc là xin cảm ơn mọi người. Không biết từ khi nào mà tự nhiên bản thân cá nhân mình và cũng như các bạn anh em nhân dân Futurini tự nhiên rất là có duyên với Bình Phước. Trước khi là cái đầu mối qua anh Vũ bên báo Phật và Bà Đại, rồi những lần tương tác lần mình lên Bình Phước lần này có lẽ là lần thứ ba và thứ tư rồi. Và tự nhiên mỗi lần lên Bình Phước đó, nó có một cái tình cảm gì đó. Nó có một tình cảm nó rất là xúc động. Và chắc chắn rằng là cái cuộc đời là một kinh doanh mà cái sự kết nối là luôn luôn có. Nếu mà chúng ta không có sự kết nối thì chúng ta giảm đi cái sức mạnh đi. Nếu chúng ta có sự kết nối thì chúng ta lại mạnh hơn nữa, chúng ta lan tỏa đi hơn nữa. Thì mình rất là vui khi mà lên Bình Phước và được đặc biệt là từ cái cá nhân doanh nghiệp và đặc biệt là bạn Xuyến là người lãnh đạo một cái hội nhóm của Bình Phước và mong muốn cái doanh nghiệp kết nối nó phát triển. Và chắc chắn là các bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ như là ở Thành phố Hồ Chí Minh các bạn có những cái lợi thế là các bạn kết nối nhiều, các bạn được học tập nhiều, các bạn ứng dụng công nghệ nhiều, nền tảng 4.0 rồi .. các bạn rất là biết. Tuy nhiên có một cái nữa mà các bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh các bạn không có được là cái sản phẩm gốc. Cái sản phẩm gốc bây giờ người ta rất là quan tâm cái sản phẩm gốc, cái sản phẩm đó nó xuất phát từ đâu. Sắp tới người ta không đi phân tích vào cái từ sản phẩm sạch nữa, vì cái từ đó rất là chung chung, mà người ta phân tích vào từ là sản phẩm minh bạch. Sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng thì Bình Phước rõ ràng là nó có rất là nhiều thế mạnh về cái lĩnh vực này. Ví dụ như là vừa rồi lên Bình Phước, ví dụ là cà phê đúng không, cà phê ở Bình Phước đó, rõ ràng như thế nào, hoặc là hạt điều được chứng minh nó rõ ràng như thế nào, hoặc là măng tre từ Bình Phước, hạt tiêu, hoặc là linh chi trường thọ mình mà thấy, tức là các bạn chứng minh được cái nguồn gốc nó rất là rõ ràng, nó như vậy, nó minh bạch, nó là như vậy thì các bạn rất cần những cái cổng ra, đó là Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn chinh phục được thị trường Thành phố Hồ Chí Minh thì đồng nghĩa các bạn chinh phục được cái thị trường cả nước và đồng nghĩa các bạn chinh phục được thị trường khu vực, bởi vì tất cả cái đầu mối nó sẽ đi ra đó. Thì cái sự kết nối nó sẽ làm chúng ta tốt hơn và ai cũng đóng góp trong một cái hành trình tốt đẹp hết, ai cũng muốn làm một phần trong cái hành trình tốt đẹp hết đó. Thì bản thân các bạn ở Bình Phước và tất cả các bạn ngồi đây và còn rất là nhiều các bạn ở dưới đó mà chúng ta chưa được dịp kết nối nữa, nếu chúng ta có những cái sân chơi nó như vậy
thì tự nhiên cái sự kết nối với nhau nó rất là tốt. Thì mình mong muốn là ở trên Bình Phước tổ chức một cái cầu nối gì đó, thì anh em ở dưới Sài Gòn lên đây, cũng như là chúng ta sẽ làm việc với nhau ở Sài Gòn tổ chức một cái gì đó, thì anh em Bình Phước xuống dưới đó. Thì cái buổi đầu tiên, ví dụ những cái lần, ví dụ như lần đầu lên gặp Đặng Công đúng không, ở tại bên khoa học thời đại, thì cái lần đó chúng ta mới cứ gặp nhau biết nhau mà nó vẫn còn e ngại, có một cái gì đó chúng ta còn giữ kẽ nhau. Nhưng mà lần thứ hai là đi cái chương trình lăn xả Bình Phước đó, thì bắt đầu lúc đó nó thân nó quý nhau, nó gắn nhau chút. Lần này lên tình cờ đám cưới của bạn Thảo thôi, nhưng mà chính vì hai cái lần đó mà lần này lên đám cưới bạn Thảo, các bạn thấy không, cả 35-40 lần. Nếu không có hai lần đó thì rõ ràng là nó không có việc này. Thì cái tình cảm nó phải được xây dựng, nó không phải một sớm một chiều, mà nó cứ từng chút một. Và nếu mà sắp tới có chương trình gì đó chúng ta kết nối nữa, và kết nối nữa thì theo 5 tháng nó sẽ trở thành cái mối quan hệ rất là bền vững. Và từ đó cái việc làm ăn kinh doanh và những việc xây dựng khác nó mới lên được. Hay là chúng ta không hứa hẹn gì lớn, nhưng mà chúng ta chỉ chắc chắn rằng cái bước tiếp theo chúng ta phải làm gì, bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì, thì tự nhiên theo một cái đường dài chúng ta sẽ rất là tốt. Thì cũng nhân buổi hôm nay mình có mang theo cái quyển sách Vượt Biển Lớn. Đây là cái quyển sách đầu tay của mình. Mình cũng ra cái quyển sách thứ hai rồi. Và tặng cho bạn Xuyến về cái quyển sách này. Từ nhiệm vụ chính trị nó thành một cái đam mê, và cũng tìm hiểu học hỏi rất là nhiều. Thì thầy cũng là một cái người mà em cũng theo dõi thầy từ xa rất là nhiều, từ lâu rồi đấy ạ. em có theo dõi thầy từ xa, và hôm nay là một cái dịp mà hồi nãy Công nói là cái cơ hội mà hôm nay được gặp lại trực tiếp thầy là một cái niềm vui rất là lớn và một cái vinh dự rất là lớn. Và cũng như thầy nói thì những cái Bình Phước đang thiếu là những cái thế mạnh của Thành phố Hồ Chí Minh, như là các tỉnh ví dụ như Bình Dương, Đồng Nai, thì rất là mong là các bạn, chúng ta không cần một cái lời hứa gì hay là một đúng cái rồi. Cam kết gì nó sâu xa ra, mà chúng ta chỉ cần một cái lời hứa là chúng ta sẽ đến với nhau, đúng rồi. Dạ, yeah. Đến với nhau thì Bình Phước có những cái gì mà các bạn chưa có, cũng như các bạn có những cái Bình Phước chưa có, thì chúng ta cứ chia sẻ cho nhau, thì như vậy thì nó sẽ cùng phát triển thôi. Rất tiếc là những lần lăn xả trước thì không được tham gia, nhưng được nghe, được kể lại rất là nhiều. Rất là mong là một cái cuộc hẹn gần nhất thì sẽ được gặp lại thầy. Và cũng có một số nhiều cái dự định thì sẽ có những cái cuộc gặp gỡ riêng. Chúng ta có cái ngày gì chưa? Có cái ngày gì tiếp theo chưa? Em về quan điểm cá nhân em tham gia, thì vừa rồi em có trao đổi với thầy là 30 này là thì em đăng ký, lúc này em nói khía cạnh cá nhân thôi, em xin phép là khía cạnh cá nhân thôi, có nghĩa là 30 thì em xin một vé, một suất, thì cái đó là cái đề xuất riêng của em thôi. Thì đó giờ em nói ra chị cái bên thầy có một cái cục móc vậy đó, thì tùy chị sắp xếp công việc hay gì đó. Dạ, đó. Cái mô hình tất niên của mình thì nó hơi bị đặc thù một cái. Để đó là lý do mà cái mô hình đất tất niên của mình đó thì nó hơi đặc thù, cái là mình tổ chức bắt đầu từ 1 giờ chiều lận và cho tới 9 giờ tối, 22 giờ đêm nó mới kết thúc. Và nó có hai cái phần, tại vì tất niên mình nó không thiên về ăn uống, tại cái chuyện ăn uống chúng ta no nê rồi, nhưng mà mình cần một cái trải nghiệm khác. Nên là thực sự là trong cái tất niên từ 1 giờ chiều cho tới 7 giờ tối á, là mình bút các bạn phá vỡ ngữ của người bạn đó để nó lên một cái level mới. Trong kêu danh là nó liên quan tới cái việc học, và từ 7 giờ tối cho tới 10 giờ đêm mới bắt đầu là giao lưu ăn buffet nhẹ thôi, cũng không có bàn ngồi, tại mình không muốn có cái bàn ngồi. Cái bàn ngồi nó thì hôm đó khoảng 200 bạn, và buffet đó thì nếu mà bạn xuyến được thì sắp xếp về, chắc chắn là sẽ và nếu được thì chúng ta đến từ lúc 1 giờ luôn. Nó có hai khung thời gian là đến từ 1 giờ
và khung thời gian thứ hai là đến lúc 7 giờ. Thì 7 giờ thì chúng ta chỉ bằng cái hồi hội hè là cứ nói cho nó vui thôi. Chứ còn 1 giờ là cái phần mà luyện công. Không rồi, chắc chắn là em sẽ đăng ký cái 1 giờ. Vâng. Rồi là chắc phải xin thêm một vài vé cho doanh nghiệp trẻ Bình Phước ạ. 7 giờ sáng em xuống rồi. Rất, rất là tuyệt vời. Vậy thì cái đầu mối là bạn công nha. Bạn công xác nhận thông tin địa chỉ rồi, bạn công nắm hết rồi. Đầu mối là bạn công và nếu được thì chúng ta sắp xếp cái lần gặp tiếp theo thứ hai đó là cái lần nào để cái ngày Bình Phước cái nối cái ngày Bình Phước thì khoảng cuối tháng 3 được không ạ? Được, không có gì, có ngày giờ là được. Dạ. Mình cũng muốn nói như vậy nè, là nếu được thì các bạn có thể tổ chức một cái mà chúng ta có thể bắt đầu được, là mình cũng muốn cống hiến cho Bình Phước là cái chương trình đào tạo 2 ngày. Mình không lấy học phí đâu. Mình muốn cái chương trình đó đào tạo 2 ngày tại Bình Phước, và làm sao mà các bạn ở Bình Phước tập hợp đâu khoảng 100 bạn, và ở thành phố chúng mình cũng sẽ kéo lên ít nhất là một xe khoảng 50 bạn. Học 2 ngày đó chúng ta ăn học với nhau, chúng ta tự nhiên chúng ta làm quen với nhau luôn, và cái chương trình đó bảo đảm chưa đào tạo ở Bi luôn. Chỉ có đào tạo. Wow. Chúng ta chưa đào tạo ở Bi luôn. Và mình sẽ chia sẻ bạn nó khoảng 6 cái module để chúng ta cải tổ toàn bộ cái doanh nghiệp của chúng ta. Nếu vậy thì nó làm sao vậy? Ở dưới Bi chắc chắn là lên khoảng 50 bạn. Tại chúng ta một cái xe 50 chỗ ngồi. Và ở trên này làm sao 100 bạn để gì? Hai ngày chúng ta ăn ở với nhau á, chúng ta học với nhau á, nó ra rất là nhiều. Cái sự kết nối với nhau sau này nó rất là lợi ích. Thì ở trên mình bước làm sao chúng ta chọn được cái chỗ học. Cái chỗ học là cái nhất, cái thứ hai đó là chọn được cái làm sao tập hợp được 100 bạn là dân kinh doanh hết và chúng ta ngồi trong hội trường đó 2 ngày và mọi thứ nó sẽ ra ngay, nó sẽ ra vấn đề ngay. Thì ở trong Bình Phước ra cái lực và hút và chúng ta chạy thôi. Không biết mà chị mong muốn là cái quan điểm là chúng ta không giới hạn, càng không càng tốt. Còn thành phố chúng mình chắc chắn là 50 bạn. Cái chương trình thì không ở những thành phố lên hơn nữa thì tốt. Chúng ta dành cho 2 ngày ăn học thôi, kết nối thôi. Dạ, cái đó thì em sẽ tính toán. Bao luôn cái nhà khách đấy, đang ăn hồn hết. Nhốt lại luôn đúng không? Nhốt lại trong nhà khách luôn. Nó nói như cái trại mỗi lần như mình tổ chức ở Vũng Tàu, các bạn thấy không? Có chương trình Leadership Bootcamp mình tổ chức tại Vũng Tàu á, là nhốt các bạn vào đi sống, không đi ra ngoài, không làm gì, điện thoại giấu luôn. Tất cả mấy ngày đó là điện thoại thu luôn. Thì như vậy tự nhiên nó có hiệu quả. Chúng ta ngồi xuống. Lúc nãy em trao đổi sơ với thầy, trên Bình Phước này là tổ chức nhiều khóa học lắm rồi, nhưng mà vì sao nó lại thất bại? Vì sao nó thất bại? Thì lúc nãy có một số ý kiến cũng nói ra, cái này mình nói ra để ra vấn đề thôi. Nó nguyên nhân là do, có thể là do mời những người mà có danh hàm, dụ giáo sư, tiến sĩ, nhưng mà đa số những người đó, người ta đều nói là những cái kiến thức mà kiến thức nó mang tính vị vĩ mô, nó không có thực tế. Một cái thuật ngữ của em hay nói là em đi trực chiến, tại vì em đi hội chợ, em phải sao bán em tồn tại rồi. Thì ở chỗ thầy Duy là gì, những cái khoa học của thầy em cực kỳ em thích, bởi vì nó dường như là nó mỗi lần thầy nói cái chữ nào câu nào
là dường như em thấy ở trong đó, dường như thấy trong đó, có nghĩa là cực kỳ thực tế. Đó là đặc biệt là những cái người mà khởi nghiệp mới này, nó phải thực tế đó. Thì những cái phương pháp của thầy em nghĩ nó mang lên đây, nó là một cái luồng sóng mới và nó mang tính chất cực kỳ hiệu quả. Nó giống như cái mình bỏ đi những cái cũ, mình tạo lên một cái mới, vô tình nó mang tính hiệu ứng và cái hiệu quả nó ra đó. Thì sắp tới đây thì nói với thầy luôn, thì nghe những lời mà thầy nói như vậy á, là em cảm thấy em đang rất sướng. Nhưng mà có một cái thực trạng, tức là em đang sợ, nghe nói thật. Tại vì sao? Đa số những cái người mà anh chị em từ thành phố lên đều là những chiến binh đó. Đó là những cái gọi là nói nó không phải cường điệu hóa, đều là những tinh túy của cả nước nó dùng mà đó. Và những người mà đang ngồi đây đều là những cái người mà gọi là tinh hoa. Tinh hoa chỗ là người ta ai cũng có tư tưởng nó đột phá. Còn Bình Phước thì đó một cái tịch lẽ, đó có một cái thực trạng, nếu mà mẹ 100 bạn thì em nói thật, đó là một cái nhiệm vụ cực khó đối với tụi em. Cực khó. Thực tế 100 người thì quá đơn giản, nhưng mà để 100 người mà gọi là đối ứng lại á, nó có nhiệt huyết á, đó là nhiệm vụ rất khó. Rất khó, nhưng mà sẽ cố gắng để làm sao cho nó thành quả nhất. Thì cái không, đó chúng ta phải đi làm việc khó. Dạ đúng rồi. Không, chúng em không làm việc. Dạ. Thì em nói ra cái thực trạng đó để mọi người hiểu. Mọi người có thể thể có nhiều lúc góp ý là nên sao để tạo ra được 100 người đó. Đó, ở đây em nói ra cái thực trạng đó. Đúng rồi. Chứ nếu thực tế giờ em huy động 200 người cũng được, nhưng mà 200 người tới cứ ngơ không có lửa trong người, nó đúng rồi. Một phần đó là trách nhiệm của chúng ta đó. Dạ đúng rồi. Họ dạ. Không có lửa đó là trách nhiệm của chúng ta. Đúng rồi. Dạ. Chúng những người mình nghĩ các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh lên các bạn cũng rất là vui. Dạ. Các bạn chăm lửa cho một ai đó, họ có lửa lại. Thì cái điều đó rất là vui. Dạ. Miễn là họ đi vào hội trường và họ ngồi đó. Đúng họ rồi. Chỉ cần chịu ngồi đó 3 tiếng đồng là 3 tiếng thì các bạn thành phố sẽ đốt họ đó. Dạ. Cái tiếp xúc với thầy và một người khoảng được 3-4 lần rồi. Thực tế lúc nãy như thầy với chị Xuyên nói á, là chúng ta chưa cần phải cho nhau cái gì đã. Nhưng thực tế cái lửa và cái nhiệt huyết á, là từ cái ngày mà tiếp xúc với thầy, có nhiều lúc bản thân em nó cũng nản lắm, cũng muốn buông kiếm, cũng muốn gục ngã. Nhưng mà thực tế những cái lửa đó là nó còn quý hơn vàng á, nó còn quý hơn vàng. Thì chắc chị Xuyên ơi, chắc phải cái này phải đầu xuân á, qua Tết âm lịch mình phải triển khai liền đi. Triển khai liền đi. Đúng rồi. Chắc chắn thôi ạ. Giống như Công á, em rất là em cũng sợ một cái sợ cái nỗi sợ giống như Công, nhưng mà em lại có một cái suy nghĩ nó tích cực hơn một chút. Vâng. Là đó là cái chuyện mà từ trước đến giờ do là mình cái sự ỷ lại của Bình Phước là cho mình chưa được, đại loại như mình cứ bơi trong cái vũng nhỏ chút xíu thôi, mà mình không ra khỏi cái ao nhỏ nhà mình. Thì bây giờ giống như Công được ra khỏi cái ao nhà mình rồi, thì nó suy nghĩ nó khác. Cũng giống như là thật sự là được bao nhiêu người mà tự ngồi ở nhà để theo dõi thầy từ xa. Đúng rồi. Giống như em, hoặc là bao nhiêu người mà suốt ngày cứ lang thang trên Facebook để xem các cái nhóm này nhóm kia, các cái doanh nghiệp khởi nghiệp startup như thế nào. Đúng. Thì cái việc đó Bình Phước đang ở những bước đi, đại loại như khi Thành phố Hồ Chí Minh đang đi với tốc độ máy bay rồi, thì Bình Phước đang là em bé đang tập đi ở 2 tuổi. Nên là rất là mong là từ những người đi với tốc độ máy bay thì sẽ kéo theo được những người đang tập đi, cũng như là cái chuyện mà lửa thôi ạ. Vâng. Dạ, nên là rất là hy vọng là ví dụ như cái số lượng thì thay vì Thành phố Hồ Chí Minh lửa nhiều hơn thì Thành phố Hồ Chí Minh có thể xuống nhiều hơn, mình vẫn sẵn sàng đón tiếp để mà làm sao mà hoặc là đảo ngược lại là 100 người của Thành phố Hồ Chí Minh thì đốt được Bình Phước. Đấy là em rất là muốn là như thế, và cái sự kết nối như thế này thì sẽ tụi em sẽ tính toán sớm. Vâng. Cũng như là trao đổi với thầy làm sao vào qua Tết. Dạ. Là nó ngay cái đầu xuân á, nó có cái lớp liền thì nó tốt hơn. Dạ. Còn không thì phải tháng 5, để tháng 4 là mình bận kiếm lịch rồi. Dạ. Giờ đầu xuân là nó rớt vào tháng 3. Tháng 3 là đẹp nhất. Còn tháng 3 thì phải là chuyển sang tháng 5. Vậy thì tháng 5 một tháng sau. Một cái lời hứa tháng 3 chắc chắn. Ngày tháng thì tụi em sẽ mình nghĩ là mình Phước phải ít nhất là 100 người đi. Dạ. Trường hợp các bạn không đủ 100 người thì các bạn kéo những cái bạn mà nó đang là sinh viên năm cuối. Dạ, đúng rồi. Dạ. Kéo cho nó vô nó ngồi. Chúng ta không ươm mầm được ông lớn thì chúng ta ươm mầm ông nhỏ. Dạ. Thì nó vẫn ý nghĩa hơn. Dạ rồi. Thì các bạn nó vô nó được cài đặt sớm, nó vẫn ý nghĩa hơn.